Phu nhân Việt Nam Cộng Hòa Trần Lệ Xuân quả báo sau 87 năm tề gia trị quốc từ khi lọt lòng đến ngày từ trần. Từng được gọi là rồng cái, bà Trần Lệ Xuân qua đời ở tuổi 87 là một phụ nữ mảnh rẻ, song có nhiều quyền lực tại miền Nam Việt Nam dưới thời ông Ngô Đình Diệm cho đến khi ông này bị ám sát vào năm 1963. Bà Trần Lệ Xuân thâu tóm nhiều quyền lực và của cải, nhưng bị lên án vì sự lộng quyền và những phát biểu cay độc trong vụ tự thiêu của các nhà sư nhằm phản đối việc đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Dẫu vậy, cuộc đời của người một thời là đệ nhất phu nhân không chính thức của chế độ Sài Gòn cũ vẫn có thể xem là bi kịch trong một vài khía cạnh. Trần Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu, em trai, cố vấn của Ngô Đình Diệm, là một người đàn bà nhiều tham vọng với ảo mộng chính trường, khuynh đảo triều đình nhà Ngô gần 10 năm trời. Sau khi Trần Lệ Xuân mất vào năm 2011, đã có rất nhiều bài báo, cuốn sách viết về nhân vật này. Tuy nhiên, Trần Lệ Xuân, Thăng Trầm Quyền Tình của Lý Nhân được ghi nhận là tác phẩm khá đầy đủ, chân thực, hấp dẫn, được bạn đọc tán thưởng. Ông nội của Trần Lệ Xuân là cụ Trần Văn Thông, cựu Tổng đốc tỉnh Nam Định, nhưng Trần Văn Thông lại là người nguyên quán tỉnh Biên Hòa, Đồng Nai hiện nay. Cụ Trần Văn Thông được sinh ra trong một gia đình họ Trần đất Nam Kỳ, giàu có và có quốc tịch Tây, nên ngay từ nhỏ, Trần Văn Thông đã được nhập học trường Chelup Laubet, một trường trung học dạy theo chương trình mẫu quốc Pháp mà chính quyền thực dân thành lập đầu tiên tại Sài Gòn, xứ thuộc địa của Pháp. Cựu hoàng Sihanouk thuở nhỏ cũng theo học trường này. Trần Văn Thông sinh năm 1875, đến năm 1907-1911 trở thành một công chức của chính quyền thực dân Pháp tại Đông Dương và được đổi ra Hà Nội làm giám đốc trường quan lại tập sự tại Hà Nội. Ít lâu sau, Trần Văn Thông được giữ chức Tổng đốc tỉnh Nam Định gồm 3 tỉnh, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình. Tới năm 1945, vua Bảo Đại thoái vị, chế độ phong kiến chấm dứt. Như vậy, Trần Văn Thông là vị Tổng đốc cuối cùng của triều Nguyễn. Ngoài ra, Trần Văn Thông còn là hội viên Hội đồng Tư vấn Đông Dương, Hội đồng Bảo hộ Bắc Kỳ và được thăng Đông Các Đại học sĩ Nam Triều. Vợ chồng Trần Văn Thông sinh Trần Văn Trương tại Nam Định năm 1898, Mậu Tuất. Trần Văn Trương học hết bậc tiểu học ở Hà Nội rồi được gia đình cho đi du học hơn 10 năm tại xứ Algeria, một thuộc địa của Pháp bên Bắc Phi. Vì thân phụ là tổng đốc nên Trần Văn Trương đã được chính quyền Pháp cấp học bổng để đi du học với mục đích khi trở về sẽ làm việc cho người Pháp. Trần Văn Trương học Đại học Luật Khoa tại Paris, Pháp và đậu tiến sĩ luật năm 1922. Đến năm 1925 trở về Việt Nam và làm việc tại Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn đến năm 1935. Năm 1938, luật sư Trần Văn Trương tham gia Hội đồng Lý Tài Đông Dương và là thành viên soạn thảo các luật dân sự trung kỳ và giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Lý Tài thuộc địa xứ Đông Dương gồm 3 nước Việt, Miên, Lào. Trong thời gian làm việc ở Huế, luật sư Trần Văn Trương kết hôn với Thân Thị Nam Trân là con gái của Đông Các Đại học sĩ Thân Trọng Huệ. Là quan triều Khải Định nên người vợ kế của Thân Trọng Huệ là một công chúa, con của Kiến Thái Vương. Như vậy, mẹ của Thân Thị Nam Trân là em gái của các vua Kiến Phúc, Hàm Nghi và Đồng Khánh. Như thế, Thân Thị Nam Trân gọi vua Hàm Nghi là cậu ruột, còn Trần Văn Trương là cháu rể. Cả hai họ xui ra đều có tước danh Đông Các Đại học sĩ, cùng làm quan triều Nguyễn. Đúng là một gia đình danh gia vọng tộc thời chế độ phong kiến khi mà thực dân Pháp còn đang ngự trị tại xứ Đông Dương. Sau ngày Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương mùng 9 tháng 3 năm 1945, Trần Trọng Kim được đưa ra làm thủ tướng của chính quyền Bảo Đại và luật sư Trần Văn Trương được mời giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Phó Tổng trưởng Nội các, một chức vụ tương đương Phó Thủ tướng khi Thủ tướng vắng mặt. Cách mạng tháng 8 nổ ra, chính phủ Trần Trọng Kim bị giải tán, ông Trần Văn Trương lui về sống ẩn dật tại Hà Nội, rồi đưa gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Đến năm 1954, Pháp thua trận Điện Biên Phủ và phải rút toàn bộ quân sự và dân sự về mẫu quốc. Đất nước Việt Nam tạm bị chia cắt hai miền Nam Bắc, từ vĩ tuyến 17 thuộc tỉnh Quảng Trị lấy con sông Bến Hải làm ranh giới, miền Bắc thuộc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do cụ Hồ lãnh đạo. Còn miền Nam do chính phủ Bảo Đại cầm quyền và Ngô Đình Diệm được làm thủ tướng. Ngô Đình Diệm đã mời luật sư Trần Văn Trương giữ chức quốc vụ khanh phủ thủ tướng. Đến năm 1956, Ngô Đình Diệm lật đổ chức quốc trưởng của Bảo Đại và lên thay làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, thì luật sư Trần Văn Trương được cử làm đại sứ của chính quyền miền Nam tại Hoa Kỳ cho tới ngày chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ vào năm 1963.
Trong khi chồng là Trần Văn Trương giữ chức vụ đại sứ tại Washington, Hoa Kỳ, thì vợ, bà Thân Thị Nam Trân được cử làm quan sát viên Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hợp Quốc. Vợ chồng luật sư Trần Văn Trương sinh được 3 người con đều tại Hà Nội. Người con đầu là Trần Thị Lệ Chi, người con thứ nhì là Trần Lệ Xuân và người con thứ ba là Trần Văn Khiêm. Trần Thị Lệ Chi được gả cho luật sư Nguyễn Hữu Châu, một nhà trí thức có bằng tiến sĩ luật tốt nghiệp ở Pháp, gốc người Gò Công, có họ hàng xa gần với nhà tỷ phú Nguyễn Hữu Hào, là bố vợ của Bảo Đại. Đến khi Ngô Đình Diệm làm tổng thống, thì luật sư Nguyễn Hữu Châu được mời giữ chức Bộ trưởng Phủ Tổng thống vào năm 1956. Chỉ được mấy tháng sau thì luật sư Nguyễn Hữu Châu xin từ nhiệm, lấy lý do là không hợp với nhiệm vụ được giao phó. Cái việc có những gia đình, con gái, con trai lấy vợ, lấy chồng là bạn của bố mẹ từ xưa đến nay là thường tình và sự thực cũng chẳng có gì là trái với đạo đức cả. Trường hợp cô Trần Lệ Xuân, con gái của luật sư Trần Văn Trương, yêu chú Ngô Đình Nhu là bạn của bố, rồi từ bạn trở thành con rể cũng là thường tình. Những năm 1935-1938, Trần Văn Trương, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Duy Khiêm đang theo học các trường luật và văn khoa tại Ballet Paris. Thì Ngô Đình Nhu cũng đang theo học trường Chatlet, một trường chuyên dạy về cổ điển học ballet, vì trường này tuyển sinh viên khá khắt khe. Sinh viên muốn gia nhập trường này ít nhất phải có bằng tú tài Pháp toàn phần, mỗi khóa chỉ tuyển khoảng 20 sinh viên để theo học trong thời gian 4 năm. Sau Ngô Đình Nhu có ông Nguyễn Thiện Lâu phải từ giã nhà trường vì tinh thần ông Lâu không chịu đựng được việc học quá nặng. Sau khi về nước, tinh thần ông Lâu không bình thường. Năm 1939, Ngô Đình Nhu tốt nghiệp khoa cổ điển học với văn bằng ngang cử nhân văn chương. Ngô Đình Nhu khi về nước làm giám đốc thư viện trung ương tại Hà Nội. Trần Văn Trương và Ngô Đình Nhu quen biết nhau trong thời gian học ở Pháp. Năm 1943, Trần Lệ Xuân, 19 tuổi, mới đậu xong bằng tú tài 1 của Pháp, định thi xong bằng tú tài 2 thì xin vào học ngành luật để nối nghiệp cha. Nhưng mộng của Lệ Xuân không thành vì gia đình đã nhận gả cho Ngô Đình Nhu, mặc dù Nhu hơn Lệ Xuân đến 15 tuổi. Việc Trần Văn Trương gả Lệ Xuân cho Ngô Đình Nhu cũng là môn đăng hộ đối theo quan điểm phong kiến trước kia. Nhưng nếu Trần Văn Trương kính trọng Ngô Đình Nhu và gia đình họ Ngô như thế, thì Trần Lệ Xuân lại không được gia đình chồng vốn phong kiến nhìn bằng con mắt thân thiện. Ngay cả sau này khi Diệm về nước, Lệ Xuân chuẩn bị bước ra sân khấu chính trị, bà ta vẫn còn hãy chưa thích nghi được với cuộc sống của xã hội Việt Nam. Nhà báo Hoàng Việt, người mà Lệ Xuân đã nhờ dạy thêm tiếng Việt và cách thức xã giao với quần chúng đã cho biết một chi tiết như sau. Qua lời Lệ Xuân than với ông, tôi mới đậu tú tài một xong, mới 17 tuổi đầu chưa biết ất giáp là gì. Tiếng Việt nói chưa thông vì quen nói tiếng Pháp từ khi còn nhỏ học ở trường đầm. Rồi bố mẹ bắt lấy chồng, mà ông chồng thì lớn tuổi, cả ngày chỉ mê sách vở và nghiên cứu. Tôi không được tiếp xúc nhiều ngoài xã hội, cho nên không biết cách nói tiếng Việt sao cho đúng. Nhiều khi tôi nói theo lối Tây Phương nên nhiều câu vô lễ với người Việt. Việc Ngô Đình Nhu mê Lệ Xuân là chuyện bình thường giữa một người lớn tuổi lúc nào cũng ru rú bên sách vở, ít giao tiếp và một cô gái xuân thì phơi phới được hấp thụ lối sống phương Tây. Dù Ngô Đình Khôi và Ngô Đình Thục, hai ông anh lớn trong gia đình có than vãn thế nào thì lễ cưới cũng phải tiến hành như đã định. Trước khi làm lễ dạm hỏi, hai gia đình đã thống nhất là vợ phải theo đạo nhà chồng. Vì vậy Lệ Xuân đã đồng ý theo đạo Công giáo, mặc dù gia đình Lệ Xuân theo đạo Phật. Lễ nhập đạo của Lệ Xuân được tổ chức tại nhà thờ lớn, Chánh Tòa Hà Nội, do Ngô Đình Thục làm chủ lễ, rất long trọng, có nhiều nhân vật quan trọng người Việt lẫn người Pháp dự. Sau lễ rửa tội và lễ dạm hỏi, và gần nửa tháng sau là lễ cưới của Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu. Lễ cưới được tổ chức tại nhà thờ lớn Hà Nội cũng do Ngô Đình Thục chủ lễ với sự hiện diện của Đức Cha Trai Re cùng mấy chục linh mục Tây, ta và các nữ tu, các dòng tu tới dự. Còn về phía nhà gái thì có Tây, Đầm, Nhật Kiều, Hoa Kiều, các quan tuần, tổng đốc có quan hệ với luật sư Trần Văn Trương. Mặc dù thời đó có chiến tranh giữa phe đồng minh với Nhật, nhưng lễ cưới vẫn được tổ chức như thường. Đó là một lễ cưới có thể nói là rình rang nhất thời bấy giờ. Mấy chục chiếc xe hơi đậu chật hai bên đường Gambetta gần nhà ga Hàng Cỏ, phô trương sự sang giàu, thế lực của hai họ Trần Ngô. Vợ chồng Ngô Đình Nhu lấy nhau được mấy năm thì nổ ra cuộc cách mạng tháng 8. Nhu lúc ấy đang làm tại Thư viện Đông Dương ở Hà Nội, bỏ chạy về Thanh Hóa, còn Lệ Xuân thì được đưa về trú tạm với mẹ chồng và em chồng ở Phú Cam, Huế. Bấy giờ Nhu được tin anh cả là Ngô Đình Khôi, cùng con là Ngô Đình Huân, bị quân dân tỉnh Quảng Nam bắt xử tử cùng với Phạm Quỳnh, thượng thư bộ lại của Bảo Đại.
Khôi bị ghép tội khi làm tổng đốc Quảng Nam đã đàn áp những chiến sĩ cách mạng, lại tham ô, tàn bạo. Còn Ngô Đình Huân thì làm thanh tra lao động cho Pháp, rồi sau làm hiến binh cho Nhật. Trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Việt Nam, cả hai bị xử tử trong một đêm tại Hát Phú cách Huế 20 cây số. Trước khi về Thanh Hóa, Ngô Đình Nhu cùng với Hoàng Bá Vinh là thân hữu trong nhóm Công giáo mà Nhu đang tập hợp, chạy về Phát Diệm, khu an toàn của Công giáo vào thời đó. Nhu và Vinh nhờ ở trong khu nhà chung, sau đó ít ngày được đưa về Thanh Hóa. Lúc bấy giờ, Nhu đã cùng với một số tu sĩ ở Phát Diệm, Thanh Hóa và Hà Nội tập hợp lại hoạt động trong một nhóm mang tên Liên đoàn Kháng chiến Cần Lao Việt Nam do Nhu lãnh đạo. Khi Hà Nội bị quân Pháp đánh chiếm, Việt Minh phải tạm rút lui ra khỏi thành phố để lập khu kháng chiến ở ngoại thành. Nhóm Nhu bàn nhau tìm cách trở về vùng Tề, tức là vào thành. Từ Thanh Hóa, Nhu được Linh Mục Trọng ở Điển Hộ tận tình giúp đỡ, vì lúc này Nhu đã mất liên lạc với Lệ Xuân và gia đình. Chính tại khu an toàn Phát Diệm Thanh Hóa, Nhu và một nhóm tu sĩ trí thức đã thành lập Đảng Cần Lao để làm hậu thuẫn cho chế độ Diệm tại miền Nam vào năm 1954 đến năm 1963. Các cán bộ nòng cốt đầu tiên của đảng này là luật sư Lê Quang Luật, Hoàng Bá Vinh, Trần Kim Tuyến, Đái Đức Tuấn. Nhưng lúc đầu nhóm này lấy tên là nhóm xã hội Công giáo. Đến khi Nhu về tới Hà Nội thì được tin Lệ Xuân hãy còn ở Huế với gia đình mình, chưa dám đi đâu vì sợ bị bắt. Sau đó Nhu được tin Lệ Xuân về Đà Lạt với gia đình người chị là Lệ Chi, vì lúc đó người Pháp đã kiểm soát thành phố này. Nhu cũng liên lạc được với người anh của Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long và người em ở Sài Gòn là Ngô Đình Luyện. Còn Ngô Đình Diệm thì bị chính quyền cách mạng bắt giữ ngay những ngày đầu khởi nghĩa thắng lợi. Đến đầu năm 1946, Diệm được Bác Hồ thả ra. Diệm đã nhanh chân chạy vào Hà Nội. Vào Hà Nội, Diệm ẩn náu trong nhà dòng Chúa Cứu Thế ở ấp Thái Hòa, tức nhà thờ Nam Đồng. Ở đây, Diệm được các linh mục giúp đỡ để liên lạc với các nơi. Chính thời kỳ này, Diệm mới quen biết linh mục Nguyễn Văn Thính. Cũng từ nhà thờ Nam Đồng, Diệm cho mấy đệ tử là Nguyễn Văn Châu, sau này là đại tá giám đốc nhà chiến tranh tâm lý Bộ Quốc phòng chế độ Diệm, Đỗ Mậu, đi sang khu Phúc Xá để liên lạc với Linh Mục Bằng, tổ chức phong trào lao động Công giáo, sửa soạn hậu thuẫn cho Diệm tham chính sau này. Trong khi đó, Lệ Xuân đi vận động vợ con mấy tay chính khách, chờ thời và giới trí thức, để những bà này lập thành lực lượng ủng hộ Diệm. Lệ Xuân cũng đi vay tiền bạc làm chi phí cho cuộc đón tiếp này được trọng thể. Trở lại với Ngô Đình Nhu, được tin vợ ở Đà Lạt, Nhu lên đó ngay. Diệm cũng lên ở với Nhu để dò đường ra nước ngoài tìm hậu thuẫn chính trị qua người Mỹ vì Pháp đang ủng hộ Bảo Đại. Trong thời buổi nhiễu nhương, Nhu sống với Lệ Xuân ở Đà Lạt trong cảnh thất nghiệp. Mọi chuyện do một tay Lệ Xuân quán xuyến. Vốn tiểu thư giàu có quen sống xa hoa, kẻ hầu người hạ, nay phải nuôi ông chồng già lưng khưng, mê sách vở, thất nghiệp. Cô gái 19-20 tuổi Lệ Xuân thường hay cáu gắt với ông chồng học giả trùng chăn của mình. Theo một số gia nhân thân tín của gia đình Nhu kể lại, thì trong thời gian ở Đà Lạt, Lệ Xuân lo toan tất cả cho chồng, từ bao thuốc job xanh mỗi ngày cho đến tiền trợ. Tình trạng ông chồng già ăn bám cô vợ trẻ đã gây nên tình hình xào xáo to tiếng với nhau. Lệ Xuân dọa uống thuốc ngủ. Sợ cô vợ trẻ làm liều nên Nhu phải im tiếng để cho Lệ Xuân muốn nói gì thì nói. Từ đó thừa thắng xông lên, Lệ Xuân cứ áp chế Nhu. Đến nỗi thời gian ở Đà Lạt, Nhu chỉ nằm nhà đọc sách, không ra ngoài. Nếu sáng nào có bạn bè đến mời ra phố ăn sáng thì Nhu mới đi ra khỏi nhà. Biết Nhu không có tiền nên họ mua từng bao thuốc Bastos xanh, cánh chuồn dúi vào túi Nhu để về nhà hút dần. Cứ thế hết người bạn này tới người bạn khác tìm cách rút Nhu qua cảnh thất nghiệp buồn chán. Đến năm 1952, gia đình Nhu kiệt quệ tài chính, đến nỗi hàng ngày Lệ Xuân phải đi xe đạp ra chợ mua từng bó rau, từng lạng thịt về ăn mỗi bữa. Theo lời gia nhân của Lệ Xuân kể lại, bà ta đành phải tháo chiếc vòng vàng đeo ở cổ từ ngày cưới bán lấy tiền độ Nhật. Nhu thì còn độc nhất bộ quần áo sơ mi cộc tay và quần gabardine. Đã gặp cảnh thất nghiệp, kiệt quệ nhưng bạn bè lại thường hay kéo đến nhà Nhu bàn chuyện chính trị, đưa ra lý thuyết này, chủ nghĩa kia. Nhu đã cùng bọn họ làm tờ báo lấy tên xã hội để tuyên truyền học thuyết nhân vị của mình. Năm 1950 ở Rome có hội nghị các giám mục trên thế giới, Ngô Đình Thục được mời đi dự. Nhân dịp này Diệm xin đi theo. Trên đường đi, Thục và Diệm ghé lại Nhật Bản gặp một số chính khách Nhật và Việt xem họ có giúp gì được không. Sau đó tại Rome, Diệm được Thục giới thiệu với Hồng Y giáo chủ Spellman và giáo chủ của Mỹ để xin giúp đỡ cho Diệm. Năm 1951, Diệm bay sang Mỹ và được Hồng Y Spellman đỡ đầu cho vào ở trong tu viện.
Diệm ở đây gần 2 năm. Diệm rời Mỹ vào tháng 3 năm 1953, ở Paris ít lâu rồi sang Bỉ trú tại tu viện cũng do Hồng Y giáo chủ gửi gắm. Một năm sau, Diệm trở lại Paris để nghe ngóng tình hình Đông Dương. Còn Lệ Xuân, khi ở Đà Lạt đã nhiều lần viếng thăm riêng Nam Phương Hoàng hậu và hai vợ chồng Lệ Xuân cũng được Bảo Đại mời dự những cuộc tiếp tân có mặt các công sứ toàn quyền Tây. Trong những dịp này, Trần Lệ Xuân dựa vào mối quan hệ họ hàng về vãn hứa hẹn với bà Nam Phương và Bảo Đại là trong tương lai khi nào Bảo Đại cần người chèo lái chính phủ quốc gia thì anh em nhà Ngô sẽ sẵn sàng đảm nhận trọng trách. Như ta đã biết, giữa hai gia đình bên ngoại Lệ Xuân và Bảo Đại có họ hàng xa. Thân Trọng Huệ, ông ngoại Lệ Xuân lấy con Kiến Thái Vương. Còn chị của Lệ Xuân là Lệ Chi, là vợ của luật sư Nguyễn Hữu Châu quê ở Gò Công, con của nhà tỷ phú có họ hàng với Nguyễn Hữu Hào, cha của Nam Phương Hoàng hậu. Vì thế Lệ Xuân đối với bà Nam Phương vừa có họ hàng, vừa đồng đạo. Cho nên những gì Lệ Xuân đã đề nghị đều được bà Nam Phương chấp thuận, hứa có dịp thuận tiện sẽ thuyết phục Bảo Đại cho Diệm làm thủ tướng. Từ những áp lực đó, Bảo Đại đã cho Diệm về nước thành lập chính phủ thay Biểu Lộc, xem tình hình có khá hơn không. Đầu tháng 6 năm 1954, Diệm tới lâu đài Torrens ở Pháp để nhận sự ủy nhiệm của quốc trưởng Bảo Đại trở về Việt Nam. Ngày 8 tháng 5 năm 1954, quân đội nhân dân Việt Nam tiến công Vũ Bão, trong khi đó tại Geneva đang diễn ra hội đàm với Đông Dương. Còn ở miền Nam, người ta đang xôn xao về nguồn tin Ngô Đình Diệm sắp về nước lập chính phủ thay hoàng thân Biểu Lộc. Bấy giờ, vợ chồng Ngô Đình Nhu đang ở nhà Ngô Đình Luyện. Hàng ngày tại ngôi nhà nhỏ này có những khuôn mặt quen thuộc lui tới tấp nập là Hoàng Bá Vinh, Cao Xuân Cẩm, Cao Xuân Vĩ, Đỗ La Lam, Hoàng Đức Minh, Trần Kim Tuyến, Phạm Văn Nhu. Họ chuẩn bị kế hoạch đón tiếp Ngô Đình Diệm trở về nay mai để chấp chính. Trong khi đó, Lệ Xuân đi vận động vợ con mấy tay chính khách chờ thời và giới trí thức để những bà này lập thành lực lượng ủng hộ Diệm. Lệ Xuân cũng đi vay tiền bạc làm chi phí để cuộc đón tiếp này được trọng thể. Bấy giờ, Đỗ La Lam và Trần Kim Tuyến tung ra những bài viết trên báo chí để quảng cáo tên tuổi Diệm, đồng thời tổ chức công tác an ninh để Diệm không bị các phe phái như Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo làm hại. Công tác an ninh này do Trần Kim Tuyến đảm nhiệm. Ngày 25 tháng 6 năm 1954, Ngô Đình Diệm về tới Sài Gòn, được một số tay chân thân cận và cán bộ của Ngô Đình Nhu ra đón. Trên đường về Dinh Gia Long từ phi trường Tân Sơn Nhất, qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lệ Xuân đã điều động vợ con thân nhân các binh lính, sĩ quan hay viên chức trong chính phủ, cộng với một số học sinh các trường sắp hàng hai bên, hoan hô Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Về đến Dinh Gia Long, Diệm được nhiều người thân cận và các đảng viên của Nhu đón tiếp ra mắt. Tối hôm đó, tại đây có cuộc họp gia đình của họ Ngô, bao gồm Ngô Đình Thục, Ngô Đình Luyện, vợ chồng Ngô Đình Nhu. Diệm đã cảm ơn người anh cả mà Diệm coi như quyền huynh thế phụ, đã vận động giới công giáo ủng hộ và đón tiếp Diệm. Diệm cũng không quên cảm ơn vợ chồng Nhu đã sắp đặt chương trình ngày về của Diệm được tốt đẹp. Diệm cũng cảm ơn riêng đối với Ngô Đình Luyện đã sang Paris vận động với Bảo Đại. Vào những năm 1959-1960 là khoảng thời gian thịnh trị nhất của nhà Ngô tại miền Nam. Cứ mỗi năm Tết đến là Ngô Đình Diệm và vợ chồng Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Luyện đều ra Huế vào ngày mùng 1 Tết để chúc Tết thân mẫu còn đang ở Huế với người em út là Ngô Đình Cẩn. Ngày Tết cũng là ngày giỗ thân phụ của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Cẩn là cố vấn chỉ đạo miền Trung, sống trong một ngôi nhà cổ giữa khu vườn rộng có nhiều cây trái, ao cá. Mẹ của Ngô Đình Diệm cũng ở đó để Cẩn chăm sóc hàng ngày. Ngô Đình Cẩn được dân đặt cho chức danh là cậu út trầu, vì Cẩn là con út lại nhà trầu bỏm bẻm suốt ngày. Chữ nghĩa tuy học hành không đến nơi đến chốn, nhưng được cái chịu khó hầu hạ mẹ già. Từ thay quần áo đến lo cơm nước cũng một tay Cẩn làm cả. Khi mẹ ốm đau thì cả ngày đêm Cẩn ngồi bên mẹ săn sóc hỏi han, an ủi. Vì vậy Ngô Đình Diệm rất nể Cẩn, và từ chỗ đó Cẩn đã lộng quyền làm mưa làm gió tại miền Trung mà không ai dám thưa trình hay khiếu nại với Ngô Đình Diệm. Thời kỳ 1959-1960, Cẩn lập đoàn công tác đặc biệt miền Trung, thực chất là cơ quan mật vụ để đàn áp bắt bớ các phe phái đối lập chống đối nhà Ngô. Sau đó được đà, Cẩn đã cho đoàn công tác đặc biệt miền Trung vô tận Sài Gòn sách nhiễu nhiều người. Việc này đến tai vợ chồng Nhu, Lệ Xuân nổi nóng vì miền Nam là đất thuộc quyền cai quản của mật vụ do Nhu coi, không ai được quyền xía vô. Lệ Xuân đã có lần nói, chú Cẩn định thay vợ chồng mình luôn hay sao mà cho mật vụ vô tận trong Nam bắt bớ những tay chân của mình. Vụ này đến tai Cẩn nên Cẩn tức giận và giận lẫy nói với Ngô Đình Diệm.
Các anh về Huế lo chăm sóc bà cụ đi, tôi xin nhường cho. Đã khổ nhọc ngày đêm trông nom bà cụ mà trong Nam chị Nhu còn chửi bới tôi, sao tôi chịu được. Sự thật, Trần Lệ Xuân ghen tức với Ngô Đình Cẩn vì Cẩn đã dám xưng là cố vấn, mà lúc đó chỉ có một cố vấn là Ngô Đình Nhu mà thôi, sao lại có hai ông cố vấn được. Lệ Xuân cứ thúc Nhu phải trình với Ngô Đình Diệm, giải tán cái cơ quan chỉ đạo miền Trung và cái tổ chức mật vụ miền Trung đi, vì đã có tòa đại biểu chính phủ tại đây lo phần hành chính, an ninh và đoàn thể rồi. Mãi tới năm 1961-1962, Ngô Đình Diệm đành phải bãi bỏ văn phòng cố vấn miền Trung và giải tán cả đoàn công tác đặc biệt miền Trung. Ngô Đình Cẩn lúc đó nghe phong thanh mất chức cố vấn nên tức giận vô cùng. Tết năm 1960, Cẩn đã đánh điện vào trước một tháng là năm nay ai làm dỗ và Tết Thân Mẫu thì làm, cậu út bị đau lưng nên không kham nổi nữa. Cẩn còn đề nghị thẳng là trong nhà có chị Nhu, tức Lệ Xuân, là người đảm đang mọi việc trong nhà ngoài phố, nên để chị Nhu ra Huế lo tất cả. Như thường lệ, cứ mỗi dịp Tết, vợ chồng Nhu ra Huế ăn Tết, cúng kỵ, mừng tuổi Thân Mẫu, rồi sau đó ở lại vài ngày, đi thăm vài nơi. Nhưng mấy năm sau, vì có sự xích mích giữa Lệ Xuân và Cẩn, nên vợ chồng Nhu chỉ ở Huế một ngày, rồi cáo từ Thân Mẫu trở về Sài Gòn, với lý do trong Sài Gòn cần giải quyết nhiều việc quốc sự. Nói về cách ăn mặc thì Trần Lệ Xuân cũng ăn mặc bình thường như những người đàn bà Việt Nam khác. Nhưng sở dĩ Lệ Xuân bị người ta phê phán bởi vì Lệ Xuân là vợ Nhu, lại là em dâu của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong những năm 1960-1963, Lệ Xuân xuất hiện tại nhiều nơi và bà cố đã nặng phần trình diễn hoặc lăng xê những cái mới khác đời, trở thành trung tâm chú ý của dư luận. Lệ Xuân vốn xuất thân từ trường Tây, hấp thụ nếp sống Tây, nên việc giao thiệp của bà ta đối với cả giới nam lẫn nữ đều bình đẳng. Về chuyện ăn mặc cũng vậy, trong những ngày đầu khi chế độ Diệm còn đang đối đầu với Bình Xuyên, Lệ Xuân mặc áo cánh trắng, quần đen, cầm biểu ngữ, truyền đơn đi giải khắp phố phường. Đến khi Bình Xuyên đã thanh toán xong, vợ chồng Nhu vào ở trong dinh, Lệ Xuân thay đổi. Những lúc rảnh rỗi, Lệ Xuân rủ cậu em là Trần Văn Khiêm ra sau dinh đánh quần vợt. Lệ Xuân mặc áo thể thao, váy đầm trắng trên đầu gối, cũng áo pull cộc tay, hở cổ. Khiêm thì mặc quần sọc trắng, tay cầm vợt đi đứng nghênh ngang từ trên lầu dinh Độc Lập xuống với Lệ Xuân. Bất chợt, Diệm ở tầng trệt văn phòng đi lên gặp Khiêm đang cười nói nghênh ngang coi như không có ai. Diệm ngước nhìn lên rồi đi thẳng lên lầu vừa lẩm bẩm nói: "Thằng cha trông dị hợm quá." Diệm nói một mình, chỉ có viên sĩ quan tùy viên là thiếu tá Liêm nghe được. Ý của Diệm là thấy Khiêm chẳng có chức vụ gì trong dinh mà lại vào đây ăn mặc lố lăng với môi trường vốn có của nhiều người quan trọng trong nước cũng như ngoài nước lui tới. Như vậy sẽ làm mất thể diện của cả phủ tổng thống. Song giận Khiêm thì ít mà giận cô em dâu thì nhiều. Vì Diệm thấy Lệ Xuân ăn mặc tây quá, váy cũn cỡn tới gần mông, hở đùi trông khó coi. Diệm cứ lẩm bẩm dị hợm quá. Về tới phòng rồi mà mặt Diệm còn đỏ gay. Sau đó Diệm nổi trận lôi đình gọi Lệ Xuân tới gặp Diệm ngay. Đang đánh quần vợt, thấy Diệm cho người gọi, Lệ Xuân biết là có chuyện chẳng lành nên vội bỏ dở cuộc chơi chạy về. Lên phòng thay quần áo dài đàng hoàng rồi sang gặp Diệm. Diệm nét mặt còn bực tức nói: "Cái anh chàng đi với cô có chức vụ gì trong phủ mà ăn mặc dị hợm quá, lại nghênh ngang chỗ trang nghiêm. Nếu anh ta không phải người có chức vụ gì ở đây thì mời anh ta ra ngoài cho khuất mắt, kẻo mất cả thể thống nghi lễ và làm nhiều người ta thán là anh ta hống hách này nọ." Lệ Xuân im lặng rồi thưa: "Dạ, nó là em ruột tôi, vì chưa có chỗ nên ở tạm đây, nay mai cũng ra ngoài để làm luật sư." Từ bữa đó Lệ Xuân phải cho Khiêm ở ngoài vì bà ta biết Diệm đã giận cá chém thớt. Còn Lệ Xuân cũng không dám mặc đồ thể thao từ phòng ngủ đi ra sân quần vợt nữa, mà phải xuống phòng thay quần áo ở ngay sân để thay đồ. Cũng từ chuyện quần áo, Lệ Xuân nổi tiếng nhất là khi tung ra kiểu áo dài hở cổ. Bây giờ phong trào phụ nữ liên đới thường có những cuộc lễ lạt khánh thành bệnh viện, trụ sở, khóa huấn luyện phụ nữ bán quân sự. Trần Lệ Xuân hay đi chủ tọa, bà ta thường mặc bộ áo dài bằng vải lụa Hà Đông hay Châu Đốc, tuy rẻ tiền nhưng là vải lụa quê hương trang nhã, và dưới bàn tay chuyên lăng xê mốt của Lệ Xuân, chiếc áo dài của bà ta đã khác với những chiếc áo dài trước kia bằng cách xẻ hở cổ tới vai, tay hơi ngắn, trên thân áo lại thêu cánh trúc, con rồng, cánh mai, con phượng. Mốt đó đã nhanh chóng được đám phụ nữ theo hầu hưởng ứng, dù tuổi đã ngũ tuần hoặc lục tuần. Lại nói về áo hở cổ kiểu bà Nhu, thời đó chỉ có bà ta và mấy bà trong phong trào phụ nữ liên đới hay mấy nữ dân biểu muốn lấy lòng bà cố vấn, mấy em ca sĩ, gái nhảy mới mặc, còn những phụ nữ trí thức, nữ sinh, sinh viên đứng đắn không ai ăn vận kiểu đó cả.
Nói về Trần Lệ Xuân thì còn nhiều chuyện rất lố bịch, một phần là do tính tự cao, tự đại, kiêu căng của bà ta. Phần khác là do những kẻ theo hầu chung quanh tâng bốc, nịnh bợ, khiến cho Lệ Xuân không thấy hết được mình, coi trời bằng vung. Chẳng hạn như vụ sau đây được Nguyễn Thái, cận thần Triều Ngô, cựu tổng giám đốc Việt Tấn Xã, kể lại trong hồi ký sau khi bị thất sủng chạy qua Mỹ. Có lần khi ông ta còn tại chức, Lệ Xuân đã ra lệnh cho ông ta phải ghi lại danh xưng bà Ngô trên các bản thông tin của cơ quan Việt Tấn Xã. Nhưng Thái từ chối vì như vậy sẽ gây ra hiểu lầm vô cùng tai hại. Vào tháng 6 năm 1961, khi hai vợ chồng nhu viếng thăm Maroc, thông báo chính thức của Bộ Ngoại giao chế độ Diệm sẽ gọi Lệ Xuân là bà Ngô. Như vậy người ta sẽ hiểu là vợ của Diệm, chứ không thể là vợ của Nhu theo đúng chữ nghĩa ngoại giao. Nhưng một khi đã nắm trong tay quyền cao chức trọng, Lệ Xuân nào có đếm xỉa gì, chỉ tìm cách làm sao cho mình được nổi bật lên, trở thành trung tâm chú ý của thiên hạ. Và chung quanh bà ta thì lại không thiếu những kẻ dựa hơi bà cố để loe bịp mọi người, nào là lập công ty này, công ty nọ, thậm chí cả công ty phân bón, vệ sinh cũng được khai là của bà Nhu. Nói như vậy có nghĩa là Lệ Xuân không có tiền của hồn hạp làm ăn với chỗ này chỗ kia. Chỉ nội cái quỹ đen mà Diệm được quyền chi tiêu hàng tháng cũng đủ cho Lệ Xuân xài thả cửa. Số tiền này lên đến hàng trăm triệu mỗi tháng vào những năm 1960, đó là một số tiền rất lớn. Nhưng Diệm là người hà tiện keo kiệt, không tiêu xài cái gì, giao quỹ đen cho Ngô Đình Nhu giữ để dùng vào việc an ninh hay đoàn thể tùy ý. Nhu nghĩ xa, chẳng dại gì mà không đem số tiền dư thừa đó gửi ở ngân hàng nước ngoài với tên người khác để đề phòng bất chắc. Còn Lệ Xuân lại cũng chẳng dại gì mà không sử dụng thoải mái số tiền trên. Như chúng ta đã biết, vào năm 1959, Ngô Đình Diệm đã cho ban hành một đạo luật tại miền Nam gọi là luật gia đình số 1/59, gồm 135 điều, cấm ly dị, cấm đa thê, truất quyền của con ngoại hôn. Đạo luật này do dân biểu Trần Lệ Xuân dự thảo và trình bày trước Quốc hội ngày 13 tháng 12 năm 1957. Khi đem dự thảo của luật trên ra thảo luận để biểu quyết tại Quốc hội, thì có nhiều ông dân biểu chống đối nên cuộc thảo luận trở nên rất sôi nổi. Trần Lệ Xuân tức giận vì bị các ông dân biểu phản đối, nên bẽ mặt, tức giận bỏ khỏi phòng họp ra về. Cái luật gia đình đó thực sự là một số dân biểu như Nguyễn Phương Thiệp, Lại Tư và một số luật gia khác soạn thảo, rồi Lệ Xuân góp ý sửa đổi thêm bớt vào, sau đó đem ra Quốc hội thảo luận để biểu quyết. Vì vậy lúc đó dân chúng gọi là luật bà Nhu, mà ít ai gọi là luật gia đình. Báo chí trong và ngoài nước thời đó cũng đả kích rất nhiều, vì họ cho là đạo luật đã đi ngược lại truyền thống sinh hoạt của gia đình Việt Nam và nhất là không phù hợp với tình hình chính trị xã hội lúc bấy giờ. Sự thực thì cái luật gia đình của Trần Lệ Xuân được ban hành cấp tốc, không hẳn tác giả của nó muốn bảo vệ gia đình chung cho những người phụ nữ Việt Nam mà còn có một thâm ý riêng. Thời đó Trần Lệ Xuân có người chị ruột là Trần Lệ Chi, chồng là luật sư Nguyễn Hữu Châu đang làm bộ trưởng phủ tổng thống cho Ngô Đình Diệm. Nhưng vợ chồng Nguyễn Hữu Châu có sự cơm không lành canh không ngọt, sau đó khiến hai người phải sống ly thân, rồi ông Châu làm đơn ly dị vợ. Trong vụ này có nhiều lời đồn đại là bà Lệ Chi có tư tình với nhiều người, khiến ông chồng mất mặt nên xin ly dị. Nhưng cũng có người cho là ông Châu có nhân tình nên bà vợ mới trả thù bằng cách ông ăn chả bà ăn nem, công khai cho biết tay. Và theo một số cận thần của chế độ Ngô Đình Diệm là Nguyễn Thái đã tiết lộ, thì việc cho ban hành đạo luật của bà Nhu cho thấy chế độ Ngô Đình Diệm đang đi đến một khúc quanh làm nổi bật bà Nhu như là một trung tâm quyền lực quan trọng nhất. Với đạo luật gia đình, lần đầu tiên bà ta đã chứng tỏ công khai bà là người thực sự nắm quyền tại miền Nam. Đạo luật được thông qua đúng lúc địa vị của ông Nguyễn Hữu Châu bị lung lay. Với tư cách Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Châu là nhân vật quan trọng thứ hai sau Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nổi tiếng là một luật sư thành công nhất Sài Gòn, lại là con cháu của một đại phú gia tại Gò Công, ông Nguyễn Hữu Châu được coi là một bộ trưởng liêm khiết và tài ba của chế độ Diệm. Tại Sài Gòn năm 1957, những ai từng biết tình cảnh gia đình của ông Châu đều lo âu cho sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ bị lung lay và đều nghi ngờ sự thất sủng của Tổng thống Ngô Đình Diệm đối với ông Châu có liên hệ đến đạo luật gia đình của bà Nhu. Họ bảo rằng khi nào ông Châu quyết định ký giấy ly dị vợ ông ta, một người đang sống với tình nhân tại Paris, tức là lúc ông ký bản án chôn vùi sự nghiệp chính trị của mình. Dù đúng hay không thì giới trí thức Sài Gòn đều giải thích rằng luật gia đình của bà Nhu đã ngăn cản ông Châu ly dị vợ. Những điều quan trọng trong đạo luật gia đình lại là những điểm nói về tài sản của hai vợ chồng khi xảy ra ly dị như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Châu.
Nhưng tài sản của cặp vợ chồng ly dị vẫn là tài sản chung cho đến khi có phán quyết của tòa án. Tài sản sẽ thuộc về người thắng cuộc. Trong khi gia đình ông Diệm còn cầm quyền, bà Nhu vẫn còn là nữ hoàng, thì bà chị bà là một người đàn bà ngoại tình, Trần Lệ Chi, chắc chắn sẽ thắng kiện và ông Châu sẽ mất hết gia tài sự nghiệp. Vì lý do đó nên vấn đề ly dị chưa phải là vấn đề trầm trọng của xã hội Việt Nam mà bỗng nhiên đưa ra để cấm ly dị. Ngoài ông Nguyễn Thái đã tiết lộ những điều đó trên báo chí, ông Phan Xứng cũng là kẻ thân tình của nhà Ngô đã tiết lộ rằng bà Trần Lệ Chi từ lâu sống với một người Pháp tên là Aurélie, vốn là chủ nhân của một gara tại Đà Lạt. Dân chúng Đà Lạt đã hết lời nguyền rủa người đàn bà lăng loàn đó. Thế mà bà Nhu lại lạm dụng quyền hành, bất chấp đạo lý, bất chấp dư luận quần chúng, xuống tay làm luật gia đình, mong hại người anh rể, hại kẻ hiền tài. Với những lý do trên, ngày 4 tháng 5 năm 1958, ông Châu đã xin từ chức bộ trưởng và không hợp tác với chế độ gia đình nhà họ Ngô nữa. Sau đó ông Châu đã bí mật sang Cao Miên, rồi sang Pháp lập nghiệp, lại mở văn phòng luật sư và cưới một cô đầm trẻ có học thức tại Paris. Người dân Sài Gòn trước tháng 11 năm 1963, mỗi lần có dịp đi ra bến Bạch Đằng chỗ công trường Mê Linh, chắc đã một lần trông thấy tượng đài Hai Bà Trưng đặt trên một bệ cao tại công trường này. Và khách ngó qua tượng đài ai cũng thầm bảo nhau tượng đài gì mà có vẻ tây quá, trông Hai Bà Trưng như đầm, mặc váy ngắn lại đi ủng. Dân chúng đàm tiếu, nói đó là tượng đài hai mẹ con bà Nhu, là Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Lệ Thủy. Nếu chúng ta vô tư quan sát rồi nhận xét thì quả là hai bức tượng đó có nhiều nét phẳng phất giống hai mẹ con nhà bà Nhu thật, vì không lẽ Hai Bà Trưng đã biết mặc váy ngắn, đi giày bốt, uốn tóc ngắn. Tượng đài trên chỉ đứng được có gần một năm thì bị nhân dân thành phố Sài Gòn trong dây vào cổ, lôi xuống, kéo cài đầu tượng lê khắp thành phố. Có thể nói những năm từ 1954 đến 1960 là thời kỳ cực thịnh của gia đình họ Ngô tại miền Nam. Song sự cực thịnh đó chỉ là bề ngoài của những mầm mống sụp đổ từ bên trong, mà nguyên nhân một phần là do vợ chồng Nhu gây ra, nhất là do sự kiêu căng và lộng quyền của Lệ Xuân. Điều đó càng trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 1960 cho tới ngày chế độ Diệm sụp đổ, và Lệ Xuân đã trở thành cái đích để mọi người trút vào đó sự căm ghét oán trách. Tới ngày 27 tháng 2 năm 1962 thì phe dân sự đảng phái đối lập với Ngô Đình Diệm đã móc nối được với hai phi công Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử, là con trai Nguyễn Văn Lực và chính Nguyễn Văn Lực, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng kỳ cựu từ Bắc di cư vào Nam, đã xếp đặt cho con móc nối với Phạm Phú Quốc nhằm thực hiện cuộc oanh kích Dinh Độc Lập giết vợ chồng Nhu. Kế hoạch được sắp đặt xong xuôi, Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc nhân sáng ngày 27 tháng 2 năm 62 được lệnh lái phi cơ AD-6 đi hành quân ở vùng 4 miền Tây, nhưng khi vừa rời khỏi phi trường Biên Hòa, hai người đã đổi hướng bay về Sài Gòn. 7 giờ 15 phút, vợ chồng Nhu còn đang say giấc trong phòng thì hai trái bom đã trút xuống đúng căn lầu phía trái dinh nơi gia đình Nhu đang ở. Tiếng nổ dữ dội làm cho Lệ Xuân choang tỉnh, mặc áo ngủ chạy vội ra hành lang. Hai chiếc AD-6 quanh lại, bắn đại liên và dốc két xuống Dinh Độc Lập, làm cho Lệ Xuân bị thương ở mặt, một binh sĩ cận vệ, một chị hầu phòng bị chết. Trận oanh kích làm Dinh Độc Lập bị sụp hẳn căn lầu vợ chồng Nhu đang ở và làm thiệt hại văn phòng của Bộ trưởng Phủ Tổng thống lúc đó là Nguyễn Đình Thuần. Sau 10 phút tấn công, hai chiếc AD-6 nhằm hướng Nhà Bè trực chỉ. Nhưng lúc 7 giờ 35 phút, cao xạ phòng không của Hải quân bắn lên khiến cho máy bay của Phạm Phú Quốc bị trúng đạn, phải đáp xuống sông Nhà Bè và Quốc bị bắt, còn Nguyễn Văn Cử bay thoát được sang Cao Miên xin tị nạn. Sau vụ oanh kích này, Lệ Xuân bị thương ở mặt do một mảnh bom nhỏ ghim vào, phải sang Nhật Bản điều trị, xưởng xa lại dung nhan. Có thể nói vợ chồng Nhu thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vì nếu trái bom rơi trúng phòng Lệ Xuân thì coi như đống gạch vụn của Dinh Độc Lập sẽ vùi xác bà ta trong đó. Nhưng trái bom lại rơi trúng phòng Nguyễn Đình Thuần. Nhiều người ghét Lệ Xuân dỉ tai nhau là vợ chồng bà ta bị chết đứa con gái út. Nhưng một vệ sĩ của Lệ Xuân hiện còn ở Việt Nam cho biết rằng không có chuyện đó. Anh ta nói hôm bom nổ, cả gia đình họ Ngô có mặt đầy đủ trong dinh, Diệm, Thục, hai vợ chồng Nhu và 4 đứa con. Bị chết hụt, Nhu và Lệ Xuân căm đám chủ mưu vụ ném bom nên ra lệnh cho Đỗ Mậu, giám đốc nhà an ninh quân đội, phải bắn hết những ai có dính líu tới Phạm Phú Quốc và Nguyễn Văn Cử. Còn bên mật vụ, Nhu ra lệnh bắt những kẻ có quan hệ với đảng phái Nguyễn Văn Lực, Nguyễn Xuân Tiếu. Sau vụ đảo chánh 11 tháng 11 năm 1960 của Thi và Đông và vụ ném bom Dinh Độc Lập của Cử và Quốc bất thành, mặc dù bị đàn áp mạnh mẽ nhưng âm mưu ám sát Nhu và Lệ Xuân vẫn không bị dập tắt.
Nhiều vụ không được báo chí đưa tin nên ít ai được biết, trong đó có vụ một sĩ quan hướng dẫn và nghi lễ trong Dinh Độc Lập được Ngô Đình Diệm, Nhu tin cẩn đã ném lựu đạn với ý đồ giết chết Nhu và Lệ Xuân. Trong những vụ đảo chính Hụt, vụ oanh kích Dinh Độc Lập, vụ ám sát Hụt vợ chồng Nhu, Lệ Xuân từ năm 1959 đến 1962 đều có bàn tay của các đảng phái đối lập thực hiện, không có sự tham dự của một nhân vật nào bên Phật giáo. Vì vậy, Ngô Đình Diệm, Nhu, Lệ Xuân tìm các thầy bên Phật giáo là phe ta, nhất là tại miền Trung. Nhu và Lệ Xuân thường nói với nhau, Phật giáo miền Trung từ các thầy đến Phật tử đều do chú Cẩn nắm trọn, họ không bao giờ chống đối ta đâu. Tới năm 1960, nhân có Hội nghị Phật giáo Thế giới, Tổng hội Phật giáo Việt Nam Cộng Hòa có cử một phái đoàn đi dự hội nghị. Và theo như lời đề nghị của Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ thì nên chọn mấy thượng tọa tại Sài Gòn đi dự hội nghị cho tiện, nhất là cư sĩ Mai Thọ Truyền, người đứng đầu Hội Phật giáo miền Nam. Đã chọn xong một danh sách các thượng tọa đi dự hội nghị và đệ trình văn phòng phủ Tổng thống để làm thủ tục xuất cảnh và nhận tiền trợ cấp. Nhưng tới phút chót, Ngô Đình Cẩn cho người cầm thơ mang vào trình Nhu để xin Tổng thống dành cho mấy thượng tọa ở Huế đi, vì Huế là nơi đặt trụ sở Tổng hội Phật giáo. Và Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là hội chủ đang trụ trì tại chùa Tư Đàm. Nhận thư Cẩn, Nhu khó xử vì đã lỡ giải quyết cho các thượng tọa ở Sài Gòn rồi. Lệ Xuân bèn góp ý. Thôi ai cũng được, mấy ông thầy nào đi cũng vậy. Chú Cẩn đã nắm được các thầy ngoài Huế, còn trong này Tuyến đã nắm được các thầy Bắc Việt di cư. Thôi để ưu tiên cho chú Cẩn. Nhu đồng ý và cho đem thư của Cẩn và Trình Diệm để Ngô Đình Diệm quyết định. Ngô Đình Diệm thấy vậy nói. Ai cũng vậy, tôi nghe nói mấy thượng tọa này tốt lắm, chắc là cậu ở ngoài nớ đã biết họ rồi. Và theo lời kể lại của đại úy Bằng, sĩ quan hầu cận của Diệm nói, không hiểu vì một lý do gì mà ông Cẩn lại quá ưu đãi và trọng vọng mấy ông thượng tọa ở chùa Từ Đàm. Bằng còn cho biết thêm, cũng vào khoảng năm 1960, khi tháp tùng Tổng thống Ngô Đình Diệm về Phú Cam, Huế, ông Cẩn đã gọi tôi đến dặn dò rất kỹ. Mi về Sài Gòn gặp ngay anh Tuyến hỏi xem, tuần trước thầy có mang thư giới thiệu của tao đến gặp anh ấy không? Mi bảo anh Tuyến lo ngay cái vụ hồ sơ xin xuất ngoại của thầy Thích Chí Quang. Khi về tới Sài Gòn, đại úy Bằng có trình lại vụ này cho vợ chồng Ngô Đình Nhu và Lệ Xuân. Mấy thầy có xôi lại đòi ăn oản, lâu lâu cũng có mấy thầy đi xuất ngoại cho biết. Sau đó đại úy Bằng sang trình Tuyến để làm hồ sơ, Tuyến nói, hồ sơ đã làm xong và đưa sang cho ông Võ Văn Hải. Có coi tư của ông Cẩn, ai mà dám chậm trễ. Giữa Phật giáo và nhà họ Ngô cho tới lúc ấy còn có sự giao hảo và có thể nói là được ưu đãi nữa. Lễ Phật đản được tổ chức rất lớn, năm 1961 làm tại công trường Mê Linh, Bến Bạch Đằng, năm 1962 tại chùa Xá Lợi, tới tháng 3 năm 1963 khánh thành Phật đài tại Bãi Dâu, Vũng Tàu. Cờ Phật giáo treo la liệt từ ngoài đường vào chùa, không ai nói gì. Chính phủ còn trợ cấp thêm tài chính để tổ chức trọng thể. Nhưng giữa tháng 6 năm 1963 thì có công điện ở phủ Tổng thống gửi ra Huế cấm treo cờ tôn giáo ở ngoài khuôn viên chùa và nhà thờ. Khi bức công điện trên tới Huế, Ngô Đình Cẩn lấy làm lạ và hỏi chánh văn phòng là đại úy Minh. Sao lại có chuyện lạ như rứa? Cẩn sửng sốt hỏi như vậy là vì ngày 8 tháng 5 là ngày lễ Phật đản mà nay có lệnh cấm treo cờ Phật giáo thì khó xử quá. Phật tử đang phẫn nộ vì công an, cảnh sát đi đến từng nhà ra lệnh phải cất cờ Phật giáo đi, nếu ai không tuân lệnh, họ giật cờ xuống. Vì bị xúc phạm đến tôn giáo nên cả thành phố Huế sôi động hẳn lên. Song tới ngày lễ Phật đản, Phật tử vẫn cầm cờ Phật giáo đi rước và không có ai ngăn cản. Nhưng tới tối ngày 8 tháng 5, Phật tử kéo tới đài phát thanh Huế đòi để Thượng tọa Chí Quang lên đài phát biểu về lễ Phật đản. Vì áp lực của đồng bào nên chính quyền cũng chấp thuận. Thượng tọa Chí Quang lên tiếng phản đối chính phủ đã kỳ thị tôn giáo và đòi phải được bình đẳng tôn giáo. Sự kiện thực sự bùng nổ ra vào tối ngày 8 tháng 6 khi một quả lựu đạn loại công phá bí mật ném vào đám đông Phật tử tụ tập tại đài phát thanh Huế để nghe thuyết pháp làm chết 8 người. Lúc này Ngô Đình Cẩn biết là Phật giáo ra mặt chống lại chế độ nhà Ngô rồi, Cẩn than. Tại sao thầy Chí Quang lại cư xử với mình như vậy? Cẩn không biết được rằng CIA đã nhảy vào cuộc và châm ngòi nổ. Sau vụ nổ ở Huế 2 ngày, vợ chồng Nhu lên Đà Lạt nghỉ cuối tuần. Nhưng trước khi Nhu đi, Cao Xuân Vĩ được Trần Kim Tuyến bảo phải trình Nhu vụ Huế, xem Nhu có ý kiến để giải quyết cho em. Nhu trả lời Vĩ, quyết định một việc vô chính trị như vậy mà không hỏi ý kiến ai, ý nói Diệm. Sau 3 ngày ở Đà Lạt về, Nhu lại thay đổi ý kiến. Có lẽ do Nhu bị Lệ Xuân tác động, không được nhượng bộ Phật giáo cho nên Nhu cứng rắn hơn.
nhưng vẫn chưa tỏ rõ thái độ gì. Một đằng, phủ tổng thống vẫn cho người ra Huế điều đình dàn xếp cho êm, nhưng cuộc dàn xếp không đi tới đâu và có mòi còn bùng nổ hơn trước. Thấy bên Phật giáo làm găng và đưa ra nhiều điều kiện, Lệ Xuân vội triệu tập ban chấp hành phong trào phụ nữ liên đới và bà ta lên tiếng là nếu Phật giáo cứ đòi điều kiện nọ, điều kiện kia thì phong trào phụ nữ liên đới cũng là một hội đoàn như Phật giáo, cũng đưa ra điều kiện để bắt chính phủ phải nghe theo. Lệ Xuân còn dùng những lời lẽ thật gay gắt chỉ trích các tu sĩ Phật giáo là tham sân si, là được voi đòi tiên. Câu nói kém lịch sự trên của Lệ Xuân như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho việc bé xé ra to. Vì ngay lúc mới xảy ra vụ xô xát giữa Phật tử với cảnh sát, công an trước cửa đài phát thanh Huế, Thượng tọa Chí Quang đã nói với Trung tá trưởng Giám đốc nhà công an Tư pháp là chuyện đã xảy ra như thế này thì không biết nói sao, tôi xin chịu hết trách nhiệm. Câu nói này có Thượng tọa Thiện Minh đứng bên cạnh nghe được và làm chứng. Song họ cũng biết rằng vụ này có bàn tay ngoại bang nhúng vào, thừa nước đục thả câu để làm tràn ly nước đã đầy. Vợ chồng Nhu Lệ Xuân lúc đầu tưởng vụ nổ này do phía Cộng sản phá hoại, nhưng sau đó thấy các tu sĩ Phật giáo liên lạc với Mỹ thì biết là có CIA nhúng tay vào. Vì vậy sau đó Lệ Xuân cứ chửi xa xôi là có mấy anh ký giả Mỹ đổ thêm dầu vào lửa, có mấy tay CIA thọc gậy bánh xe. Trong những vụ đảo tránh trước kia thì quả thật Lệ Xuân có góp phần làm đảo ngược thế cờ, từ đang bị bao vây sắp đầu hàng chuyển sang thế thắng và dẹp được đảo tránh như các vụ Bình Xuyên, vụ Thi Đông, vụ Cử Quốc. Nhưng tới vụ Phật giáo này thì gia đình nhà họ Ngô không thể cưỡng lại được ý đồ thay ngựa giữa dòng của Mỹ, vì lá bài chống cộng của Diệm Nhu đã không đáp ứng được ý đồ của Mỹ nữa. Vụ Phật giáo nổ ra là thời cơ thuận lợi để Mỹ nương theo đó hạ Ngô Đình Diệm. Còn Trần Lệ Xuân tuy cha mẹ gốc Phật giáo nhưng lại theo chồng nhập đạo Công giáo, vì thế bà ta chẳng tin Phật giáo cũng chẳng nể nang gì các vị tu sĩ Phật giáo. Nay thấy các thượng tọa xuống đường biểu tình, bà ta lại càng thêm tức giận. Lệ Xuân đã họp báo ngay trong dinh Gia Long và ra một thông cáo với lời lẽ nặng nề chỉ trích Phật giáo, các thượng tọa. Lệ Xuân đã gọi các vị tu sĩ Phật giáo là sư hổ mang, là thầy chùa và nhóm đầu chọc. Lời lẽ hỗn xược trên khiến cho ai cũng tức giận, kể cả những người không phải Phật tử. Các đảo phái đối lập, các tướng tá bị nhà Ngô thất sủng cũng đã nhảy vào ăn có với hy vọng được Mỹ hậu thuẫn lật đổ Diệm Nhu. Trong khi đó Diệm Nhu lại loại Trần Kim Tuyến ra khỏi guồng máy cai trị của chế độ, nên Tuyến đã bàn mưu với Đại tá T và một số cấp tá thuộc các đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt để đảo tránh, loại trừ vợ chồng Nhu, Lệ Xuân, giữ lại Ngô Đình Diệm làm bình phong. Một nhóm tướng tá khác thân Pháp nhưng được Mỹ móc nối xúi đảo tránh và phải giết chọn gia đình Diệm Nhu, Lệ Xuân. Nhóm này gồm Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim. Nguồn tin sẽ có đảo tránh loan truyền âm ỉ kể từ sau sự kiện Hòa Thượng Tích Quảng Đức tự thiêu ở ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng, nay là ngã tư Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, chỗ cây xăng. Vụ tự thiêu của Hoàng Thượng Thích Quảng Đức đã làm Ngô Đình Diệm, Nhu Lệ Xuân bàng hoàng. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, cả thế giới đều biết tin, ở Sài Gòn có một vị Hòa Thượng Phật giáo đã tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị, đàn áp Phật giáo. Và ngay ngày hôm sau, báo chí thế giới đã đăng hình ảnh và loan tin đầy đủ về cái chết của vị Hòa Thượng. Các tin tức sở dĩ được công bố nhanh chóng như vậy vì Phật giáo đã báo tin trước cho các ký giả, các báo và hãng thông tấn ngoại quốc thường trú tại Sài Gòn. 8 giờ ngày 11 tháng 6 năm 1963 sẽ có một biến cố trọng đại tại ngã tư Lê Văn Duyệt, Phan Đình Phùng. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, Trần Lệ Xuân tự tay viết một bản thông cáo bằng tiếng Pháp, vì Lệ Xuân dành tiếng Pháp hơn tiếng Việt, với những lời lẽ nặng nề rồi đưa cho văn phòng dịch sang tiếng Việt. Lệ Xuân đọc lại và bảo văn phòng gửi sang Tổng nha thông tin, lệnh cho Tổng Giám đốc báo chí là Phan Văn Tạo gửi ngay cho báo chí phổ biến bản thông cáo. Tạo trình lại cho Tuyến để xin ý kiến, Tuyến đưa cho Đoàn thêm, đồng lý văn phòng phủ Tổng thống xem. Ý của Tuyến là bản thông cáo lời lẽ nặng nề quá, nếu phổ biến sẽ bất lợi vì giữa lúc Ngô Đình Diệm và Phật giáo đang tiến trình hòa giải. Nhưng Lệ Xuân lại gọi điện thoại cho Tạo hỏi tại sao lại chậm trễ như vậy. Tạo và Tuyến cố tình trì hoãn để Đoàn thêm trình Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm cũng đồng ý không cho phổ biến. Lệ Xuân gặp Ngô Đình Diệm và lý luận rằng tôi không chống lại Phật giáo mà tôi chỉ lên tiếng chống lại những phần tử lợi dụng Phật giáo. Ngô Đình Diệm vốn cả nể Lệ Xuân nếu không muốn nói là bất lực trước cô em dâu, nên cuối cùng cũng đồng ý cho phổ biến, nhưng dặn chỉ phổ biến nội bộ. Lệ Xuân bèn gọi điện thoại cho Phan Văn Tạo, hỏi sao thứ bảy chưa thấy đăng. Tạo lấy lý do là báo Việt Ngữ nghỉ cuối tuần nên chỉ đăng ở bản tin của Việt Tấn Xã.
Đến sáng thứ hai, các báo Việt ngữ đã trích đăng lại. Khi bản thông cáo trên được tung ra, lời lẽ xúc phạm nặng nề đến Phật giáo, toàn thể tăng ni Phật tử cũng như các giới đồng bào khác phẫn nộ, cùng nhau đứng dậy quyết tranh đấu đến cùng, một mất một còn với gia đình nhà họ Ngô. Bản thông cáo của phụ nữ liên đới do Lệ Xuân đưa ra và đã được báo cáo đăng lại như đổ thêm dầu vào lửa. Lệ Xuân lúc này không còn bình tĩnh nữa, bà ta gọi các nhà sư là mấy ông thầy chùa, mấy tên chọc đầu. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lệ Xuân tỏ thái độ bất kính đối với các nhà tu hành, mà trước đây khi linh mục Hoàng Quỳnh theo Bình Xuyên, bà ta cũng gọi là đại úy Hoàng Quỳnh, mấy ông quạ đen làm loạn. Cho nên năm 1963, không chỉ có Phật giáo đứng lên chống chế độ nhà Ngô, mà cả Thiên Chúa giáo dù thiểu số như linh mục Thanh Lãng, Đinh Xuân Nguyên, Chủ tịch Văn Bút cũng đã gửi thư ra ngoại quốc lên án chế độ Ngô Đình Diệm, Nhu, Lệ Xuân, rồi cả sinh viên, học sinh như Nguyễn Mạnh Cường, Triệu Bá Thiệp, Dương Kiền. Những học sinh năm 1955 đã vào dinh Norodom ủng hộ Ngô Đình Diệm, yêu cầu phế truất Bảo Đại, chính họ đã quay lại chống đối với nhà Ngô một cách gay gắt. Nhưng con người ta khi quyền hành có trong tay và đang say máu thường hay mù quáng, quẫn trí làm những việc mất lòng dân mà họ không hay. Trường hợp Nhu, Lệ Xuân cũng vậy. Một đằng Ngô Đình Diệm sợ dư luận thế giới sẽ lên án chế độ nên còn nhún nhường và nhượng bộ một vài yêu sách của Phật giáo. Nhưng Lệ Xuân thì lại cương quyết một mất một còn với Phật giáo. Vì vậy, ngày 23 tháng 7 năm 1963, Nhu gọi Trung tá Trần Thanh Chiêu, Tổng Giám đốc Dân Vệ Đoàn vào dinh gặp Nhu và Lệ Xuân để bàn cách đối phó với Phật giáo. Trung tá Chiêu vốn là một sĩ quan công giáo cuồng tín, coi Ngô Đình Diệm Nhu như cha đẻ. Chiêu xin tình nguyện đem mấy trăm phế binh tới chùa Xá Lợi để ăn vạ và truyền đơn tung ra đả đảo các sư sãi. Các phế binh còn định đập phá chùa. Sự thực thì chẳng có phế binh nào theo Chiêu làm cái việc bất kính đối với nhà tu, mà Chiêu chỉ lôi kéo được 100 người tật nguyền trong họ hàng nhà Chiêu. Chính em vợ Chiêu đã kể với mọi người rằng hắn đi ăn vạ ở chùa Xá Lợi bữa đó, được Chiêu trả công mỗi người 5.000 đồng. Ngô Đình Diệm nghe báo tin có phế binh kéo tới chùa Xá Lợi ăn vạ và định đập phá chùa thì thấy kinh và hỏi: "Đứa nào làm như rứa, ai biểu chúng nó làm bậy hỉ?" Lúc đó Nguyễn Đình Thuần, Tổng trưởng Quốc phòng đứng dậy thưa: "Làm như thế này còn không biết phải trả lời ra sao với Ủy ban Liêm Phái." Diệm hầm hầm nét mặt, cầm baton nện xuống sàn quát: "Cách chức nó ngay, bỏ tù nó." Thế là vụ này Chiêu lãnh đủ, dù Chiêu nghe lệnh miệng của Nhu và Lệ Xuân, nhưng Chiêu nào dám trình là do lệnh của ông cố, bà cố. Ngô Đình Diệm ra lệnh phạt Chiêu 40 ngày trọng cấm, cách chức, cho giải ngũ ngay. Sau đó Trung tá Khôi, Tư lệnh Lữ đoàn Phòng vệ và tướng Tôn Thất Đính có đích thân xin Ngô Đình Diệm tha cho Chiêu. Ngô Đình Diệm ậm ừ định tha, nhưng sau lại nhất quyết bỏ tù và cách chức Chiêu. Vụ này xem ra Chiêu là nạn nhân của một kẻ bề tôi quá hăng say. Trung thành với chế độ, sợ chế độ đổ thì Chiêu cũng ra gì à? Còn Nhu và Lệ Xuân không dám bênh Chiêu ra mặt vì lúc đó bên ngoài ai cũng bảo Ngô Đình Diệm phạt Chiêu giả vờ để lấy lòng Phật giáo thôi. Nhưng Nhu, Lệ Xuân thì biết rõ Ngô Đình Diệm giận Chiêu lắm. Nhu nói với Tuyến: "Ông cụ làm như vậy thì từ nay trở đi còn đứa nào dám hăng hái? Chiêu nó có tội gì mà phạt nó như vậy?" Và Nhu còn bảo: "Ông cụ chỉ làm cho họ, tức là Ủy ban Liên Phái, mỗi ngày càng thêm quá khích thôi." Phải nói rằng trong phụ Phật giáo năm 1963, Lệ Xuân là diều hâu thứ thiệt vì bà ta không bị mặc cảm tôn giáo. Đã có lần Lệ Xuân nói: "Bộ họ mới là Phật tử hay sao? Bố mẹ tôi, cả họ ngoại nhà tôi đều theo Phật giáo, ai đàn áp ai?" Chính vì vậy, Nhu cũng bị Lệ Xuân biến thành diều hâu thứ hai. Sau năm 1963, Trần Lệ Xuân cùng các con chuyển về sinh sống tại La Mã, nơi giám mục Ngô Đình Thục đang cư trú. Ngày 13 tháng 12 năm 1984, mấy mẹ con bà nhận được tin giám mục Thục từ trần tại Mỹ sau mấy năm bị khủng hoảng tinh thần. Lúc còn ở Việt Nam hay khi sống lưu vong ở nước ngoài, giám mục Ngô Đình Thục lúc nào cũng yêu thương mẹ con bà. Do vậy, ông không chỉ là người thân ruột thịt mà còn là ân nhân nơi đất khách quê người của bà Trần Lệ Xuân. Người ta nói nhà cửa của mẹ con bà ở La Mã đều do ông mua sắm và còn cung cấp cả tiền bạc cho con cái bà ăn học nữa. Đến năm 1990, người em út của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Luyện qua đời tại Paris vì bị bệnh. Mẹ con bà Nhu cũng không thể đến dự tang lễ, do trước đó có xích mích với nhau. Cuộc đời bà Trần Lệ Xuân từng chứng kiến 10 cái đám tang, đều biết đắc kỳ tử của người thân, từng khóc hết nước mắt nhưng không lần nào được tham dự lễ tang. Chưa một lần trở về Việt Nam kể từ năm 1963, bà Trần Lệ Xuân qua đời trong lặng lẽ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011 ở tuổi 87 tại một bệnh viện ở Rome.